Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em cách tạo cuộc thăm dò ý kiến trên Messenger nghe anh em. Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi, bỏ qua giùm mình. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nghe anh em. Anh em bắt đầu mở Messenger lên. Anh em chọn một nhóm bất kỳ để tạo cuộc thăm dò ý kiến. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào chỗ 4 cái chấm tròn. Tiếp tục anh em chọn thăm dò ý kiến. Ở cái mục bạn muốn thăm dò ý kiến về chủ đề gì? Chủ đề gì thì anh em tự ghi vào nghe anh em. Mình sẽ để theo cái chủ đề là Chủ nhật tuần này cả nhà mình ăn gì? Tiếp tục anh em kéo lên. Anh em chọn thêm lựa chọn. Rồi, cái món thứ nhất, bò nướng lá lốt. Tiếp tục anh em sẽ chọn vào chữ là thêm lựa chọn. Tiếp tục cái món thứ hai, bạch tuộc nướng sa tế. Tiếp tục nhấn vào chỗ thêm lựa chọn. Và cái món thứ ba, tôm hấp bia. Rồi, sau khi anh em tạo xong rồi thì anh em sẽ nhấn vào cái chữ là tạo cuộc thăm dò ý kiến. Rồi, vậy là xong nha anh em, rất là đơn giản. Để chọn một ý kiến bất kỳ, anh em nhấn vào cái chỗ thăm dò ý kiến nè. Rồi anh em chọn một cái ý kiến. Mình sẽ chọn cái ý thứ hai, bạch tuộc nướng sa tế. Sau khi anh em chọn xong thì anh em sẽ nhấn chữ gửi. Vậy là xong anh em. Cái này cũng khá là đơn giản. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ cho anh em cách tạo cuộc thăm dò ý kiến trên Messenger nha anh em. Và nội dung của video mình cũng xin dừng lại luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.